Chiều 8 tháng 5, Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp hợp tác đầu tư dàn dựng tổ chức biểu diễn nghệ thuật giữa diễn viên Ngọc Trinh với nhà hát kịch thành phố. Trước đó, tại bản án sơ thẩm, tòa yêu cầu nhà hát kịch thành phố phải thanh toán cho bà Ngọc Trinh hơn 233 triệu đồng cho các vở diễn đã dàn dựng nhưng không được công diễn. Tuy nhiên, Ngọc Trinh kháng nghị bản án sơ thẩm muốn được bồi thường bằng tiền mặt toàn bộ phần chi phí 430 triệu đồng. Nhà hát kịch TP.HCM đã có thỏa thuận hợp tác với diễn viên Ngọc Trinh để dàn dựng và tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Sau nhiều lần thương lượng không thành, nhà hát kịch chấm dứt hợp tác nên vào ngày biểu diễn, diễn viên Ngọc Trinh khởi kiện yêu cầu tòa buộc nhà hát kịch phải hoàn trả chi phí đầu tư tổng cộng hơn 546 triệu đồng. Theo đại diện Viện Kiểm sát, thỏa thuận hợp tác của hai bên dù chưa được ký kết nhưng thực tế có diễn ra và đã thực hiện với hình thức xã hội hóa, đủ cơ sở xác định hợp đồng hợp tác đầu tư biểu diễn nghệ thuật. Bị đơn có phần lỗi đơn phương chấm dứt thỏa thuận hợp tác. Vì vậy, bản án của Tòa án Nhân dân quận 1 đã tuyên buộc bị đơn phải bồi thường cho nguyên đơn hơn 233 triệu đồng là có căn cứ. Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân TP.HCM đã ra quyết định không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn. Kết thúc phiên tòa, nghệ sĩ Ngọc Trinh không kìm được xúc động, rơi nước mắt sau hành trình 4 năm thưa kiện. Rất là mệt, nhưng nói mệt là đúng đâu, rất là mệt. Nhưng mà, phải làm. Tại vì có cảm giác như mà mình bị ăn hiếp rồi mình bị người ta thách á. Chứ giá như mà khi sự việc xảy ra mà hai bên là nhẹ nhàng hơn, Trinh bị mất mà nếu bên kia nhẹ nhàng hơn thì chắc không có đến cái chuyện đi ra tòa đáng tiếc đâu. Nhưng mà thôi thì cái chuyện nó cũng đã rồi. Cho nên là rất là mừng, rất là cảm ơn hội đồng xét xử ngày hôm nay. Rất là cảm ơn hội đồng xét xử ở quận nhất đã trả lại cho chúng cái sự công bằng và cái niềm tin vào công lý.